Mẹ ơi, dạ. Mẹ cho con mượn điện thoại có cho bà nội được không ạ? Là được, nhưng mà con không được nói lên thêm với bà nhé. Vâng ạ. Vi à, mẹ đây. Con chào bà, con Bo đây ạ. Ôi, cháu yêu của bà, gọi điện cho bà có chuyện gì thế? Bà ơi, con rất muốn đi du lịch cùng bố mẹ, con phải làm sao bây giờ? Đi du lịch á? Đúng rồi, cháu của bà giỏi quá. Bố mẹ cháu bây giờ cần thời gian để gần gũi và hâm nóng tình cảm. Con ngoan, con tạo điều kiện cho bố mẹ nhá. Vâng ạ. Lát nữa bà sẽ bảo bố Khôi. Vâng, bà bảo cả mẹ Vi nữa nhá. Chắc chắn rồi, bà sẽ nói. Cháu của bà ngoan lắm. Con yêu bà, con chào bà. Rồi, sao con nói với bà như vậy? Vì con muốn bố mẹ đi chơi. Happy và cô Hạnh được đi du lịch với mẹ. Nếu con thích ấy, thì mẹ sẽ cho con đi công viên này, đi sở thú này, hoặc con là... Con muốn cả nhà mình đi cơ. Nhưng mà mẹ còn bận việc ở cửa hàng, với cả bố Khôi bận nhiều việc mà. Chán à. À, bố về, để con ra hỏi bố. Con chào bố ạ. Vợ con của bố mẹ thế nào? Hôm nay con ngoan ạ. Bố ơi, dạo này bố đang bận à? Dạo này bố đang nhiều việc quá. Lại đây bố bảo. Vào đây. Bố có một tin muốn thông báo cho cả nhà. Đó là sắp tới cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Anh đăng ký ở công ty, có cả Hạnh và Happy đi cùng đấy. Bố Khôi tuyệt vời. Bố mẹ đi cùng nhau nhá. Tất nhiên. Nhớ hấp mấp thì cả bà nhá. Gì? Hấp gì cơ? Bà nội bảo con thế mà. Phải ngoan thì bố mẹ mới có thời gian hấp mấp tình cảm. Bà nội nói là hấp nóng tình cảm. Nhiều voi. Từ sau con không được nói bà như vậy nhá. Bà yêu con, với lại bà cũng không muốn bố mẹ ly hôn mà. Thôi, chốt đi. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến thật là vui vẻ. Đọc tay. Vui. Một. Hai. Phòng mình có mỗi một cái giường thôi bố ạ. Một cái giường thì sao? Thì hai mẹ con nằm ở trong kia, bố nằm ở đây. Không, không được đâu. Cả nhà mình phải ngủ cùng một giường cơ. Bà nội dặn con thế. Bà nội suốt ngày bà nội cách cái camera chạy bằng xúc xích của bà nội này. Được rồi. Tôi bố ngủ hai mẹ con, được chưa? Vâng. Thôi, tắm đi, hôi quá rồi đấy. Vâng ạ. À mẹ ơi, hôm nay bố ngủ cùng hai mẹ con mình đây. Chỉ thị của bà nội đấy, chứ không phải ý kiến của anh.